Ok, và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Spin Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của GTA 5 cốt truyện. Và hiện tại là mình đang đóng vai Trevor. Mình không thể đổi sang các nhân vật khác được, cho nên là mình sẽ làm nhiệm vụ của Trevor. Ok, và mình check check nhiệm vụ đã. Nó bên này. Đừng tí mình cho tiếng to lên đã. Rồi. Đây, check địa điểm. Bây giờ mình đi ra cái chỗ điểm chính chữ C. Trời có vẻ khá là đẹp. Drip cái. Ôi rồi ôi, ôi, má ơi. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 20 giờ tối mà sao sáng thế, còn có còn nắng này mà điêu vãi. Ok, mình sẽ đi đến cái điểm C để làm nhiệm vụ của Trevor. Ok, đến nơi rồi. Vào trong anh xem. Oh, what the fuck? Ghê rồi. Phải đánh nhau à? Rồi. Nhờn là bữa ấy. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now give me a drink. Cho xin một ly rượu nào. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến Mail Lab. Mail Lab là ở đâu ta? Không biết xa không nhỉ? Cũng gần thôi, không đến nỗi xa. Bây giờ mình sẽ gọi cho Chep. You can't get here quick enough. The Aztecs are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no, Mr. Chang Senior is very specific. He wants to provide a source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using the established network. I'm worried that might dilute what our operation's all about. Đi rõ chậm, đi rõ chậm luôn. Bioregional, locavores only. Ok, đến nơi rồi. Bây giờ mình đang ở cái này là cái chỗ nào nhỉ? Shit, Trevor, we ain't got long. Cửa hàng tạp hóa. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his. Bắt tử phong này, tưng 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 tưng. Gì vậy? Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time. Ông ấy chắc có bắn nhau à? Really? Ok, ngoài khá là đông người. Nổ xe chưa? Thì mình check sang bên này đã. Láo hả bưởi. Má, đứa bắn vỡ cái kính như này luôn. Tí thì bắn vào đầu tao. Chết một thằng. Thằng này nữa. Còn góc bên này. Follow Chep ra ngoài. Ok, và mình đi theo Chep ra ngoài. Ra ngoài lối nào ta? Lối này à? À không phải, à đâu, không phải, không phải, không phải. Đây. Chết. Ô, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Ây à.
Má nó. Ok, chết hết rồi. Ui, má quân địch lại ở ngoài. Nguyên mô tô luôn. Quay lại, à quay lại với chép. Quay lại thủ ở trong nhà vậy. Đợi tao cái. Ok. Một thằng, hai thằng. This is extremely unprofessional. Ba thằng. You want a better weapon? Get over here. Bốn thằng. Grenade launcher. Ô, mình có súng súng gì vậy? Súng phóng lựu ấy. Ông chép cho mình quả súng phóng lựu này. Khá là xịn. Ok, bắn con xe kia. Nổ chưa nè. Bên này, bên này, bên này, bên này đã. Nổ nè, chết chưa. Cái mình sẽ đổi súng này. Chơi hẳn súng lục luôn. Có một thằng đằng sau gì vậy. Chết chưa bưởi. Ok. Nó đã chết rồi. Bây giờ mình sẽ đi theo chép. Follow chép. Đi theo chép, đi theo chép. Đợi tao với mày. Má đi nhanh vậy. Ok. Đổi súng thôi. Chết chưa, chết chưa. Làm quả súng phóng lựu nào. Nổ cái này. Sọc căn nè. Ok, ra ngoài thôi. Bọn kia chạy rồi. Vào xe đuổi theo à? Hay như nào đây? Ê, chef, có vào xe không? Oh, go to the iBox. Quay lại trong này. Giờ phải làm sao? Time to recommence the tour, gentlemen. Yo, what's up? Má, hôm nay ông chối trong thùng rác ạ. Vãi lành. I think we have seen quite enough. Vãi hai thằng Trung Quốc ạ. Tại sao mình lại phải giúp hai thằng Trung Quốc nhỉ? Fuck yeah, motherfucker. Ok. Như vậy là nhiệm vụ giúp đỡ người Trung Quốc đã hoàn thành. Để xem có thêm nhiệm vụ gì thì mình sẽ làm thêm. Ok. Để mình check thêm bản đồ nào. Có gì hỏi chấm ấy. Thôi mình chạy về nhà làm nhiệm vụ đi. Bây giờ đang là 23 giờ đêm và mình đang ở ngoại ô. Núi, đao các kiểu. Oh, what the fuck? Má không để ý. Trời ạ. Ô tô ở ngoại ô mà cướp ô tô cùi vãi. Trời khá là đẹp. Có cả bụi này. Đó. Biết thế lấy sừ xe ở nhà đi cho nó đỡ tù. Ok, về nhà này. Chào. Chào thằng bạn. What's going on, Ron? Việc gì ấy? We were here for you. Here for you. Who was here?
Đứa nào đây đây? After you killed Johnny K? And they damage my stuff. Uầy, có đứa nào phá nhà mình ấy? What the hell? This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant. Má hỏng hết đồ của tao rồi. Those pathetic midlife. Không biết đứa nào nó phá nhà mình nhỉ? Hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Yeah. Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that. Ok, và bây giờ mình sẽ đi trên một cái con xe bốn bánh, xe máy bốn bánh. Không biết đi đâu đây. Amu Nation. Ok, đến chỗ ngay kia thôi. Không gần đây thôi. Tê, lách. Drip. Drip cái. Ok. Hình như là quay lại chỗ à đâu, nhưng không phải, phải đây là cửa hàng súng, đúng rồi. Melvin, how you feel about brand à, mua một khẩu sniper à? That's the rifle I need. À, ok, là một khẩu sniper. You got a scope and a suppressor for this? Mua sniper rồi làm gì nữa? What the hell? Phải làm gì nữa nhỉ? There's the necessary magnification. Đúng không? Như là lắp cái này à? Hình như không phải. Bro Webson. What the fuck? Ờ, mình phải làm gì nhỉ? Webson. Mình quên mất mình phải trang trí cái gì cho khẩu sniper rồi. Hả? Ok, thôi ra ngoài đã, tính sau. Go back to shop, get advanced scope and suppress. Từ từ đã, để ta đọc đã. Scope and bullshit. Mà đọc nhanh quá, chưa kịp ấy. Được chưa? Được chưa ta? Suppressor. Đủ. À đây, suppressor. Rồi. I know you sold Cletus's gun and ok, thế được chưa? Rồi, get onto ATV. Lên cái xe này. Ron, go to Ron. Để chỗ thằng Ron. Đợi tao với Ron ơi. Of course there are. Two planes are touching down at the field. Đến với chú đây Ron. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Yes, we are. Oh, vãi, đâm đổ cây xương rồng luôn. Ok, giờ đừng. Có gì ở đây đây? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Có gì đây đây? Lấy khẩu ấy đã. Rồi, lấy khẩu. Sniper. Giờ bắn ai? Really?
Giờ bán này ông bạn ơi. Đợi tàu à? Có gì đây? Có gì đây? Vãi, ông nhòm mà không báo tôi. Vãi, chả có vẹo gì ở đây mà ông gọi tôi ra làm gì? Hả bro? Ôi thì tôi ở trên này vậy. Tôi leo lên trên này. À đúng rồi, leo lên đây này. Đã vãi ngủ sám sau à? Enough waiting. This is your moment, Ronald. Oh shit. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. À giờ phải ngắm theo ngày. Now relax. Giờ còn... ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Giờ phải ngắm theo ngày. Ok, tôi thấy mày rồi. Don't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Thấy rồi. Don't shoot. Rồi, biết rồi. Đi đi. Just keep me covered, okay? Thấy rồi, nhanh lên. Má ông giòn rén. Rồi. Take out the biker. Guy. What guy? Right there. Can you see him? My vision is failing. Có thấy cái gì đâu? Oh, à đây. Get him, Trevor, please. Rồi. Kill, Trevor. Một thằng. Nhanh lên. Tao hạ được một đứa rồi. Giờ bắn mấy cái đèn à? Được chưa? Xem có cái đèn nào không? Hình như là không có. Oh shit, motherfuck. Thôi xong rồi, mình bắn thiếu đèn rồi. Mé. Mình bắn nhầm đèn ạ. Ok, try lại nào. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Thấy rồi. Mấy? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Lẹ lên nào. Get a move on. Ơ, mày đâu rồi? Đây rồi. Để mình tìm xem mấy cái đèn đây. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Rồi, mày chết. Ba đèn, bốn đèn, năm cái đèn, sáu cái đèn. You can relax because lights are out already. Good. Well, don't shoot the guy in the van until he stops and gets out, okay? Từ từ cho lại súng đã. Ok. Mình bắn vỡ cái đèn rồi. Rồi, không bắn là không bắn.
bắn thua. Nghĩ gì? If the man wants to pay his respects, I ain't going to cut that short. Ờ rồi, không bắn đi, không bắn. Ok, mình đã hạ được thằng này. Giết luôn thằng này à? Mình có thấy ở đâu? What the... Ok. Tao chả thấy thằng nào cả. Lẹ lên ba. Tao không ở đây, đây đây đây, mình thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Tao hạ được hết rồi. Để hạ luôn thằng này. Ok. Chết hết rồi đấy. Crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to the gas tank and plant the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. Oh, nhìn mình thấy. Có đứa, có đứa, có đứa đấy phải. Mình thấy một chấm đỏ này. Shit. He's coming out the front door. À đây đây đây. Thấy mày rồi nha. Chết mày nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lầy mề quá. I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? And watch out for the tank. It'll go off. Oh, mình thấy, mình thấy, mình thấy, mình thấy. I think someone's coming. Shit. He's coming over here. Shit. He's on to me. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper! Incoming! Always hated that chopper. Oh, vậy? Fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. Có nên bắn không? If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. You're gonna clock that pilot. Take out the pilot. It's an okay. Easy shot for you. Một thằng chết. Bay luôn. Thế là xong nhiệm vụ. Ok. Và oh, nổ nè. Bây giờ mình sẽ đến giúp thằng Ron. Anh đến với em đây. Một thằng. Ok, và mình sẽ xuống xe. Đợi tao mày. À, bây giờ mình sẽ cướp cái máy bay này. Đợi tao, đợi tao, đợi tao, đợi tao. À, đủ. Ok, một thằng ra đi. Hai thằng ra đi. Ba thằng ra đi. Ây da. Ok, ok, mình sẽ lấy súng này vậy. Ok. Xong chưa? Ai da 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 da. Đau đau đau. Ok, nó đã chết. Chết chưa? Chết chưa bưởi. Ok. Đợi tao, đợi tao với. Bây giờ mình vừa nằm trên máy bay vừa bắn luôn.
Ok. Let's go, Ronald. How the fuck they get through the perimeter? Một thằng. Time to trigger those explosives on that gas tanker. Ok, xòe ngay. Bên này nữa. Xong. Ôi, mình gần chết luôn rồi kìa. Má ơi. Nổ chưa? Ok. Bay đi. Oh. What the fuck, đứa bắn đấy. Ây da. Thôi bắn bừa đi, chúng ai chúng. Bay đi cha. Ok. Và mình sẽ lấy cái máy bay này. Oh what the fuck, có đứa nào nó bám mày. Ok, mình sẽ bay theo. Oh what the fuck, có thằng đang bám theo này. Mình sẽ bám theo cái máy bay của thằng bạn mình. Mình cho cái thằng này bay lên bay xuống luôn. Ê. Ê, đó. Đợi tao với thằng bạn. Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Dùng máy bay chóng mặt quá. Không biết là bay đi đâu ta. Bay chậm thôi, tao còn bay, tao đuổi theo được. Ồ, đây có vách núi này. Khá là đẹp. Đè. Đợi tao với thằng bạn ơi. Đợi tôi với bạn ơi. Bay dọc bờ biển à? Giờ này không phải giờ tắm biển ông ơi. And bay lên bay xuống. Keep flying. Fly low. Ok, bay thấp. Rồi thì bay thấp. Ôi sao khói đâu đây? Xịt nước vào. Được rồi đấy. Không biết mình làm rơi gì nhỉ? Mình thả gì dùng gì kia. Ok, và bây giờ mình sẽ bay quay trở lại cái điểm vàng ở góc kia bên kia. Tí thì lộn. Máy bay kìa. Thằng bạn mình hình như là nó bay sau mình. Bây giờ mình sẽ bay ra chỗ điểm vàng. Không biết nó có xa không ta. Khá xa đấy. Mà dùng máy bay chắc nhanh thôi. Nhìn dưới đất này. Ngắm cảnh khá đẹp đấy. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to mày me, một các kiểu này. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays better than any in this sorry country. That's good to hear, man. Nhìn đồng bằng này. Sương mù các kiểu luôn. Khá là đẹp. Trên này là núi này. Mà sao lâu đến điểm vàng thế? Xa quá.
nén. Bay điểm vàng. Gần đến điểm vàng rồi. Đây nó ngay dưới này. Chuẩn bị hạ cánh thôi. Ơi như nhầm. Mình hạ cánh nhầm chỗ thì phải. Quay lại. Mình hạ cánh ở trên cái đồng ruộng này. À đâu, không phải đồng ruộng. Là ngay cái đường kiểu đường mòn ấy. Ok, quay quành lại nào. Ôi chết, quành đi đâu vậy? À, thanh niên không biết là máy bay, chán thật. Đây. Đây rồi. Rồi. Ok. Oh shit. Vớt cục đá. Má. Rồi. Bây giờ mình sẽ rẽ vào trong này. Cho máy bay vào đây. Ok. Xong nhiệm vụ. Trả lương đi cu cậu. Tao giúp mày cướp máy bay, mày phải cho tao tiền chứ. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. We got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it mày is nói guns. Gì nhỉ? Trevor Phillips Industries. Má hai ông nhìn mặt mũi này, xước xác các kiểu. Ok. You can now purchase. What the hell? À, như vậy là mình có sân bay riêng à? Ngon. Bởi vì mình có máy bay cướp được mà. Và bây giờ mình có thể mua nhà này. Đến đâu đây? Cái này như là dạp chiếu phim. Còn đây là cửa hàng bán lá đu đủ này. Ngon. Mình có thể đi hút cần miễn phí. Ok. Đã xong nhiệm vụ và có lẽ là tập thứ 9 của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nha. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình thì cũng đừng tiếc để lại một like và một đăng ký nhé. Ok, và mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.